Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh nấu ăn của Combo Món Ăn nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái món trứng luộc cream với nước mắm nha. Cách nấu cái món này cực kỳ đơn giản luôn. Và ăn kèm với một ít rau luộc chấm với cái nước sốt á, rất là ngon cơm luôn nha. Cái món này thì bên trong trứng nó béo và bên ngoài nó được áo một cái lớp nước sốt rất là đậm đà và thơm ngon luôn. Và bây giờ bắt tay vào mình thực hiện cái món này nha. Và nguyên liệu để làm món này thì mình sử dụng ở đây là 5 quả trứng gà, các bạn sử dụng trứng vịt cũng được nha, và 2 trái ớt và một ít hành lá và 4 củ hành tím nha. Bạn nào không ăn cay mình có thể thay vào cho mình một trái ớt sừng nha các bạn. Trước tiên thì mình bắt lên bếp một ít nước và mình cho vào một xíu muối nha, để mình luộc trứng, để trứng nó có nứt thì nó cũng không có bị trào cái bên trong của trứng ra ngoài nha các bạn. Và mình cho 5 quả trứng vào mình luộc, không cần đậy nắp nha. Các bạn mở lửa vừa thôi và mình luộc trứng. Và trong thời gian luộc trứng thì mình cũng cắt nhỏ ớt và băm hành tím và cắt nhỏ hành lá nha các bạn. Trứng thì mình cũng luộc được 10 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và vớt cái trứng này ra ngâm với nước lạnh nha, để mình dễ bóc vỏ nha các bạn. Và mình cho một xíu dầu ăn vào để phi thơm phần tỏi ớt. Mình làm cái phần nước sốt nha. Và các bạn phi thơm với lửa vừa thôi. Thì phần tỏi ớt nó cũng đã thơm rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình cho 4 muỗng nước mắm. Và ở đây là mình sử dụng nước mắm Nam Ngư nha các bạn. Nhà bạn nào sử dụng nước mắm mặn thì mình giảm cái lượng nước mắm lại cho nó hợp lý nha các bạn. Và mình cho vào đây là 2 muỗng đường và 1 muỗng tương ớt, cho cái nước của mình nó sánh và nó có độ cay. Thêm nửa muỗng dầu hào. Và ớt bột Hàn Quốc không có cay nha các bạn, tạo màu cho nó đẹp thì mình cho vào 1 muỗng. Và mình thêm vào đây là 3 muỗng nước lọc. Và các bạn bật bếp với mức lửa vừa, mình sẽ nấu cho cái phần nước mắm này sôi lên nha. Và mình nấu cho nó sánh sệt lại. Phần nước sốt thì mình nấu hồi nãy giờ rồi thì nó cũng sôi lên và nó có cái độ sệt nhẹ rồi các bạn. Thì các bạn khuấy đều và mình nêm lại cho nó vừa ăn nha. Rồi mình thấy cũng rất là đậm đà và ok luôn. Thì mình cho hết trứng vào để mình rim sơ cái trứng này nha các bạn. Mình rim thêm tầm 3 đến 4 phút. Và mình cho hành lá vào. Thì mình tắt bếp luôn. Vậy là cái món ăn của mình cũng đã xong rồi. Lúc này cái nước nó rất là thơm luôn á các bạn. Và trứng thì nãy giờ mình cũng nấu thêm 3 phút rồi. Thì bây giờ mình cho cái phần hành lá vào. Vậy là mình đã thực hiện xong cái món trứng rim với nước mắm rồi nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Các bạn đảo sơ lên và mình tắt bếp. Mình sẽ giữ lại cái phần nước để mình chấm cái rau củ luộc đó các bạn. Giờ thì mình sẽ cho cái món ăn này ra ngoài dĩa và mình thưởng thức thôi. Và đây là món ăn mình vừa nấu xong nha. Ở đây mình ăn kèm với đậu bắp luộc. Thì bạn nào thích ăn loại rau củ nào thì mình luộc rau củ đó để mình ăn kèm nha. Khi nào mà ăn thì các bạn dầm cái trứng này ra và mình trộn đều lên cho nó thấm cái nước sốt á, ăn nó sẽ rất là ngon luôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Rồi thì bây giờ mình cho trứng vào cơm nóng và mình ăn thôi. Mình cho vào đây là đậu bắp luộc.
Chan một ít nước lên cho nó thấm. Và bây giờ thì mời các bạn nha. Món này thì dễ làm, dễ ăn và rất là ngon nha. Các bạn làm thử ăn nha. Và nếu thấy yêu thích video á, nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết nha các bạn. Và nhớ like video và đăng ký kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo video mới nhất từ Combo Món Ăn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn sau nha.